đây đó 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 cái đó, cái thân mình đi không nổi rồi mà còn mình bế theo nè, đó kìa, bế theo hai ba bạn khổ dữ vậy ta. Rồi đứng lên, đứng lên đó, đứng lên bế theo rồi mẹ bồng con nha. À, cô chú ơi, chay nè. Hôm nay tối thùi rồi. Đó. Không mấy đứa em đó hả con? Không mấy đứa em nhá. Sáng vô em đó. Không bao giờ quên nha. Bây giờ quên gì bà? Mấy em à. Nhiều khi mình quên mình bưng chỉ ra vậy thôi. Đúng rồi. Còn mấy em con nữa. Chờ em con đi với. Sao mình bỏ em mình được con hả? Em mà sao mình bỏ được? Đúng không? Đó cô chú ơi, sáng nay là ta nói hả, ngủ dậy trễ từ lưa luôn. Từ lưa học dưa luôn. Bây giờ phải gấp rút để đi bơi nè cô chú. Nha, đi bơi nha. Đi bơi không? Đi bơi không con? Đi không? Con nói dạ đi. Trời mưa xuống quá. Trời ơi, trời ơi, đi rớt tấm vú luôn. Rồi, đi. Đi vô thay đồ bơi, đi cái mặt mua đồ bơi đi. Nha. Hết hết giờ rồi, trễ giờ rồi đó. Quá trễ rồi đó. Bà cố làm cho nó miếng sữa cho bà cô. Chai đâu rồi? Miếng sữa hả? Chai đâu? Chai. Chắc phải mấy cái chai sữa dư dư rồi ta. Đem mà để trước trong kia cái nhỏ nhỏ hả? À, chứ có con trai mà ấy quá. Với lại dạo này nó có một cái gu lạ nè cô chú nè. Cái gu gì không? Ôm chai sữa ngủ. Có được không? Mà nếu mà ôm chai sữa mà trong chai có sữa là chai sữa đổ. Mà đòi ôm chai sữa ngủ có được không? Một cái gu rất là lạ nè, lạ gu mới. Phải không? Gu đó gu mới phải không? Không ai gu đó gu cũ. Rồi đất ơi, đó là con em bé làm biếng đó, em biết làm biếng giống mẹ con bé đó. Rồi ủa, rồi nãy giờ có ba em mà còn em unicorn đâu, không bỏ em còn nữa hả? Ủa chết cha, em còn đâu? Sực nhớ ra mình, em còn của mình đã mất tiêu rồi nhỉ, tại sao mình bỏ em còn? Tại sao bỏ em con? Đứng hình 5 giây. Giờ có muốn tìm em con không? Hay bỏ luôn? Cho Tình ơi xin ngủ yên luôn đi hả? Nói mẹ ngồi mẹ chạy không nói tiếng nào, mẹ ngồi mẹ nói thao bất tuyệt. Thôi đi nè, hết giờ rồi, đi. À, cô chú ơi, chạy lên xe đi bơi rồi nè. Hôm nay trên này hiện tại bây giờ là 9:10. We're not gonna be late, right baby? No, we'll be there maybe 5 minutes before or less. Mm-hmm. But not late. Ngọc tự nhiên Ngọc bữa nay ngủ mà cả nhà ngủ không có mở, không có dặn cái báo thức á cô chú. Ngủ thẳng cẳng đang nằm ngủ tự nhiên ba chạy lại. Jade was nói, such a bad girl last night. Nói hả? Chắc phải cancel cái bơi bữa nay quá. Hỏi sao vậy? 8:45. Ngầm nói không có sao đâu, nhà mình gần mà chứ đâu có gì đâu cancel. What is how many times did she wake up last night? I felt like it was more than once. No, only one time. Oh, then she was just up for a long time. Yeah. I know you guys went out of the room, you guys went into the living room. Yeah. Oh. We were up for like an hour. Oh. Tại vì chay bữa nay có chay mà chay với mẹ mà cho ngủ lên ngủ thêm chắc được 2 tiếng hồ nữa luôn á. Hả chay ha? Gì bài? Có anh em đồ thay cho em ạ. Có kìa đó. Thank you.
Chưa tới sau cô chú thấy hay không? Tới là còn có khoảng 7 phút nữa mới tới giờ bơi. Trong lòng nhà chay hay thì cái chứ bay y như là cùng tên vậy. Bốn cái bèo. Bây giờ tới rảnh là còn đứng chơi trò chơi nữa là chứ phải. Dễ lắm. Nói giờ bay cho chay làm gì đây ta? À, bơi để đụng cái thằng đó mà. Chợ ơi. Bơi ra đi, đứng xếp ra cho nó bơi ra. Chỉ gì đó. God bless you. Ủa sao ông lên nó bị bờ mờ lắm ta? Không, mà cái kiến khúc ra bị mờ. Thì nó ông lên chứ. Đi đâu à? Nhìn giống y như cái băng cục không? Chắc ơi, dục xuống đấy chứ. Chữ chưa? Rồi, 1, 2, 3 nè. 1, xả. Xả. À, trời. Bỏ anh đâu mà. Quái cường. Good job, Jamie. So your sister's figured out, right? Trời, cái kiến này chỗ này tự nhiên nó bị ố, nó làm cái nó làm mình bị mờ. Đây là ủa, đây là ai? Đây là ai đây? Cứ miết cái chuyền qua miết rồi đó. Tại vì mà nhà mình có hồ bơi là cứ bơi lẹ lắm bà hai. Còn ăn là cứ đi có một tình có nửa tiếng hồ bơi miết rồi đó, bơi xung quanh năm suốt tháng không thấy lên level bồn chi hết. Bơi từ trái bồng bông lên thay thành trái băng cục rồi mà cũng chưa ra trường. Chú ơi, con chú thấy chưa? Trên nhà chơi đứng lên luôn nè. Đó, nhảy nè. Giỏi quá. Người chào chơi đi. Cái ô còn bơi lại nghe bơi coi lại lẹ chơi lại chơi. Trời ơi, người ta nói tóc phủ mặt luôn rồi nè. Trời ơi, con vét tóc lên đúng rồi. Trời ơi, con coi. Đừng nói lại ôm con tay nè. Không, cái này bạn gái, này bạn gái. Có kiều không? Có kiều có quẹt gì không? Không kiều quẹt luôn. Hai đứa đứng yên. Thánh giống. đang hát đó, để hát xong mới nhảy. Còn bà mày không đứng yên. Trời ơi, hát theo luôn mới chết chứ bà mà cố ơi. Hát theo luôn. Good job, baby. Tôi nghiệm không? Không, để người ta vuốt tóc nhìn nó mới thần thái bà hai. Nhìn nó mới thần thái đúng rồi. Rồi vuốt tóc nè, vuốt tóc đỏ thấy chưa? Đỏ. Đó, thần thái làm ở đàn nó làm ở chỗ đó đó. Hát đó, có hát theo không? Hát theo không? Thầy cái miếng nó quay miếc luôn không? Thầy thấy nhỏ luôn á. Nó quay cho nhỏ thì nó dạ. Đó. Bye. Good job, Jay đấy. Trộn cái máy bay ai vậy? Đòi lại nữa. Rồi, bye bye rồi, đòi là không có đây. Người ta em ta cất rồi. Sắp tới giờ rồi. Nãy giờ có chút xíu rồi đó. Chào á.
sao đi bơi về nhõng nhẽo à? Gì? Sửa bài, sửa bài. Ngủ đi con. Đó, tối là ngủ rồi, giờ là nằm bình bơm mình sửa về ngủ bài. Coi được không? Okay. Nay có một cái thôi rồi, cái đứng cái tay cứ bóp cái đứng vú. Đó, vậy đó, cứ ôm vậy đó rồi ôm hai thêm hai con gấu nữa ngủ. Chướng gì đó chứ phải, tự nhiên cái càng ngày càng thay đổi vậy chứ. Tại sao con người con thay đổi như vậy chay? Nhưng mà cái có sữa nó dịu cùng lắm quá. Thì bởi vậy cái nấm dúa này nó bự quá. Bởi vậy nãy con muốn đi chút nữa con ghé luôn rồi, phải đi ghé mua ấy á. Phải mua cho em cái nấm khác. Mà biết sao không? Con nữa muốn mua nữa, con mua lớn già cái đầu rồi còn bú mình nữa. Trời ơi, 6 tuổi còn lúc kìa. Ôi. Thôi con ừ. Ơi, con em à. Em bây giờ chưa biết. Còn bé bê hả? Chứ sao? Còn bé bê. Ồ. Bé bê, bé bê. Thôi con ơi, con đừng có làm giống như mấy nhỏ già sao? Bé bê, bé bê. Còn bé bê hả? Trời, thấy con nằm mình sửa, cầm mình sửa là biết bê bê. Thôi không được mà. Uống sữa đây. Đâu là bố, nó không uống mà đã rồi. Cô chú ơi, chị của chúng ta đang say sưa ngồi ăn cái bịch bánh. Cheese. Chị đi, say cheese. Giờ có bịch bánh đó là nó nằm im, nó nằm hết hết suốt đoạn đường từ lên đây đi lên Chicago nó cũng nằm nữa. Chỉ có bánh với kẹo thôi không bà con? Rồi. Là nó nằm. Giờ con đem thêm 200 cây số nữa cũng không sao. Có bịch bánh rồi. Có bịch bánh. Và có cây kẹo là đi thêm 200 cây nữa là không có chuyện gì xảy ra trên đời này. Chuyện gì xảy ra với mình nước để đó. Nhậu lại gai gai tới được ha. Mệt quá thì con rượu vô nút nút. Mặn quá ha, khát nước quá nút miếng rồi xong. À, phải ru cuộc đời ta là cô chú ai mày bây giờ nó bắt cóc nó dễ lắm mà ai cho bịch bánh là bắt liền đưa bánh này nè bắt liền ngay lập tức con này nhỏ này nè nó khôn vậy đi chứ mày tức quá này nè không ai say đi can you give mommy a cheesy vậy đi cho mẹ ăn không thôi ăn ăn đi giỏi quá mẹ không ăn đâu thở cho con nha can giấy. She's like the happiest little girl right now. Sướng chưa? She's the happiest little girl. She's got the cheeses. Yeah. Vui quá chạy đừng có bứt ra, bứt ra chứ bứt ra ăn cơm bỏ vô miệng cắn đi chứ bứt ra làm chi cho nó dơ đồ dơ dơ tay đồ vậy ứng vậy đó hả? Ăn là phải dùng sức lực hả? Ăn trong mình yên cũng không chịu luôn. Trời ơi, tiệm nó dở quá trời dở nhỏ. Hai. Tiệm ngon hồi nãy đó. Dở quá trời. Trời ơi, phở nó dở má ơi. Vậy đúng không? Ừ. Bởi vì qua con thấy con đâu có ăn nhiều đâu, con vô cho con chỉ ăn đúng một món đem nướng thôi. Trời ơi, dở. Bữa quá. Nay con vô con ăn cái món khác khác một chút đó. Mà cũng được, không? Cũng được. Hồi nãy mình thử đó mà sao quay lại quên. Cũng được. Cái chả má bạn thử cái chả nó không ăn đó. Ừ. Ăn thử. Phải chứ con ít ghé mấy tiệm á. Trời ơi, ở nhà mình nấu bậy bạ vậy mà ăn còn ngon miệng nữa. Nhưng mà bà hai thấy đông vô vàng không bà hai? Ồ, dễ sợ ha. Đông một cách khủng khiếp. Má con biết nấu nhiều đó, mai mốt bà qua được đó, con mở nhà cho bà nấu. Rồi lắm đó thiệt hả? Thôi con nói bà hai là mở cái nhà hàng như vậy là chôn chân ở trong đó. Thì đúng rồi. Nhà chôn cả cuộc đời trong đó luôn. Đây mà mình làm thời gian 10 năm, 5 năm, 10 năm rồi. Mình thấy mình mệt mỏi quá thì mình mượn người. Không mấy thì mình dẹp. Aww, that's so cute. She gave you a kiss. Aww. Good job. Oh, you dropped it. Oh. Oh, okay. JD. Marker. Yeah, you drop it all today. She's rolling off the table. Aww. Be nice. Yeah, be nice. Yeah, until. Flow up, kiss. Flow up, kiss. Yeah. Good job. Give her a kiss. Can you give her a kiss? Give her a kiss. Mm-hmm. No. Not too tight. Like, oh, okay. No, I'm gonna go back to drawing. Yeah. Too many rules. She doesn't know how to cut. Oh, I can give her a little kiss.
No, she's not. She doesn't know how to color yet. You're such a cutie patootie. Look at that little one. Oh, be careful, JD. I love when she does that. JD? Oh, uh-huh. You want to show her? You want to teach her? Yeah. Yeah. You gotta take a picture of these three together. Oh, look yeah. at the three. All right. Yeah, we'll stand. Go back and read Victoria. Go stand over here between Victoria. Go stand right here. So next that Noelle will look at you. Yeah. Mm-hmm. You stand by Noelle. Right here, because I don't want to take it. Okay, you stand right there. Aww. No, Andy, Andy, Andy. No. Oh really? And now you can she likes it. Bread? Yeah, she likes bread. Bread? Yeah. And certain cheeses. Not all cheeses. That's why she'd be like, you eat the cheese, I'll eat the bread. Oh, no, no, no. No, 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 no. You eat the cheese only? Hey, you and I have a little bond. I want to take a Korea too. Tiger's game? No, really something like minor. Grand Rapids? Yeah. Yeah, there's some right by us. I think Holland has. Cheese only. Bob took his wrap. They had a game today, but it was. They're not going to do England this year? They always start off wrong. And then they don't. It's Daddy Green now. Daddy 649. That's amazing. Holly, one of them had a really cool haircut. Nó khoái ăn cereal đó cô chú. Just one. Single one. Yeah. 3 giờ ba ăn cereal, cái giờ vô cho nó thấy nó đầu ăn cereal đó. Có được không? Ngon không? Ngon không? Ngon không chay? Xin xin xin. Say please. Con nói đi cho miếng đi. Say please. Nói nè. No, nói cho miếng đi. Cho miếng đi. Baby ask her if she wants some milk in Vietnamese. Em bé sữa không? Em bé sữa không? Nè con nói nè, con nói nè. Cereal. Soup. Cereal. Soup. Ba chữ lận. Cereal. Soup. Soup. Baby, give her some. Ready? No, 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 no. It's baby. Sit down, please. Rồi. Feed her spoon by spoon. No, she wants to drink it. Doesn't matter what she wants to do. It's all gonna spill on the bed. Let me get some more. Let me get some more cereal. Để bà Ly lấy nữa cho con nha. Con ngồi con chờ nha. Chờ đi con. Bà ra bà lấy nữa cho con đó. Nha. Nha. Ăn nữa nha. Dạ giỏi. Con dạ mẹ đi. Ả đi con. Con ả mẹ đi. Con ngồi tướng. Con ả mẹ đi. Ngồi im đó chờ ba. Đừng có xuống. Ngồi im đi. Đập cho một đập đi. Giờ nó ngồi im đi. Con ngồi con chờ ba lấy cho con nha. Dạ. À. Giỏi. Con nói cereal. Soup. Con nói pink. Pink. Blue. Blue. Brown. Rồi. Rồi mình ăn đi. Gì đâu mà thèm dữ vậy không biết. Thôi con tự múc hả? Con tự múc cũng được. Đúng rồi, con tự múc là con làm đổ đó. Con để. Nè con để cho ba đút cho con nha. Dạ đi con. Chưa. Nóp dệt. Trời đất ơi. She's a big girl. That's what she wanted to show us. Yeah. Ủa cái chân té nào đây? When? Today. When did this happen? Earlier. Yeah, whenever she with you. She hurt. Yeah, she always. What? Well, that's nice. It happens. She falls sometimes when this you're walking. This is unbelievable. Coi nè, thấy không? Té đây nè. Té đau đâu chỉ mẹ coi. Té đau chỗ nào đâu chỉ mẹ coi. Bởi vậy.
Con nói đi ngon. Năm. Đúng rồi. Năm. Con nói milk. Nói đi, nói milk. You're a big girl now. Give her a smaller spoon. It's okay. She's so weird, isn't she? She wants, she doesn't want to take it from my hand. She wants to take it from her hand. Mm-hmm. Even though it's all going to her mouth. It's all going to the same spot. Ngon không? Con nói dạ ngon. Con nói đi dạ, con nói nữa. Đúng rồi. Cô chú thấy chay ăn cereal. Bỏ lên cái muỗng, đòi bỏ lên cái muỗng, rồi từ cái muỗng mới bỏ lên cái miệng. Đó, thấy hay không? Lạ không? Lạ quá. Good job. Con nói này chay, con nói red. Red. Green. Nói đi con. Nói green. Con nói nè, orange. Yellow. Yellow. She said yellow. Chay chay con nói chữ này nè chay. Chay nói chữ này nè. Rainbow. Nói đi. Nói rainbow. Baby don't give her until she say it. Rainbow. JD, can you say rainbow? Nói đi con. Nói rainbow. No, say rainbow. Papa. Mẹ ơi ăn cereal một cách đó. Thôi khỏe rồi vậy khỏi nấu đồ Việt Nam. Mẹ đâu cần học nấu ăn chi vậy. Con thấy không? Múc miếng sữa cái đổ cái này vô cái bọc cái xong liền gì. She's got a personality, huh? Oh my god, big time. Say please. B. Okay. B. Like when I go to work, mm-hmm. every single client, how's she? How's she? Can I see a picture? How old is she? What can she do now? I'm like, I gotta answer all day long. I'm not even kidding. I like. What are you doing? It's getting annoying. I'm like, I was so busy working, and I'm like. Work like two people at the same time. And then they was like, how's Jay? I gotta see a picture. Can you come over and show me a picture? Aye, aye, aye. I'm like, okay, I'll give me 1 second. I gotta finish this client first. And then there's a couple, and he's like 80 years old, and she's like same age. Mm-hmm. And then every time he come in, he asked me for, like, can I see a picture of your little one? Then I show him. Every single time. And then his he comes home and he tell his wife about it. He say, Nini always show me a picture of her daughter. And then she was like, she never show me. And then she come in and say, how come you always show Alan your baby picture but not me? I'm like, because you never ask. No, she does ask. But then, you know, every time she asks, I'm so busy that I can't show her. Gotcha. Oh, so it's kind of like teasing each other. Yeah. I got to see JD. Yeah. Every single client. Thôi ơi, ăn gì dữ vậy thôi. Ăn gì dữ vậy thôi. Con nói đi. Ngon. All gone. All nữa gone. Không? Ăn nữa không? Nữa không? Nữa không? Nữa không? Nữa không? Nói ba lấy cho con nữa đi. All done. Hết rồi. Hết rồi, con ăn nữa không? Yeah. Baby, can you give her some more? Just a little bit. No milk though. No more milk? No, I said no, I don't want to put any milk in. Why? Because I'm all the